Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu tin áp thấp nhiệt đới và bão sẽ có ngay sau đây là tin nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở phía đông bắc bộ, trung bộ. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Trung Du và đồng bằng bắc bộ, khu vực trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 60%. Dự báo do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ ngày mai ở phía nam Sơn La, Hòa Bình, phía đông bắc bộ, khu vực trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 18 giờ. Còn tại khu vực Hà Nội có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 18 giờ. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ mùng 6 tháng 7, nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng dịu dần. Tiếp theo là bản tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và bão sớm trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên vùng biển phía đông Philippines đang hình thành một vùng áp thấp hoạt động. Lúc 3 giờ sáng nay, ngày mùng 4 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng khoảng 12,5 đến 13,5 độ vĩ bắc, 123 đến 124 độ kinh đông, trên khu vực vùng biển phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km, đi vào khu vực các quần đảo thuộc miền trung Philippines và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ tối mai, vùng áp thấp có vị trí khoảng từ 12 đến 13 độ vĩ bắc, 120 đến 121 độ kinh đông, trên khu vực miền trung Philippines. Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km, tiến vào biển đông nước ta và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 16 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng khoảng 15 độ vĩ bắc, 118 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 675 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 48 km/h, giật cấp 7. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km và khả năng mạnh thêm thành bão. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo bão sớm. Tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin bão này trong những bản tin tiếp theo. Và ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió tây nam đến nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ nay đến ngày mùng 7 tháng 7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng ngày mùng 5 tháng 7 có nắng nóng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 7 đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 7 có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết khu vực phía tây bắc bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ,
nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, riêng Hòa Bình từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ nay đến ngày 7 tháng 7, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng ngày 5, phía Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sáng đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Có nơi trên 38 độ. Từ nay đến ngày 7 tháng 7, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng từ ngày 5 tháng 7, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Từ nay đến ngày 7 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 36 đến 39 độ. Có nơi trên 39 độ. Phía Nam từ 33 đến 36 độ. Từ nay đến ngày 7 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng từ ngày 7 trời nắng. Phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Từ nay đến ngày 12 tháng 7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ nay đến ngày 12 tháng 7, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cuối cùng là bản tin dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4.
vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.